nên tỉa rau nha cả nhà. Này mình trồng như mình không cần đẹp cái tỉa tỉa này ăn thôi ha. Mỗi ngày tỉa một loại rau thế này thì là đủ ăn rồi cả nhà. Nó mờ mờ quá đẹp luôn á, mình dùng từ là nó đẹp rực rỡ luôn. Mình tỉa thì cái cây nó sẽ khỏe nha, không có sao hết đâu cả nhà. Mình ăn lần này là lần thứ ba rồi đó cả nhà, tỉa lần thứ ba rồi đó, cho nên là mọi người cứ tỉa thôi nha, đừng có nhổ phí lắm. Tại vì cái công của mình trồng mà mình đợi chờ cái rau sạch nó không có thuốc đồ là nó lâu lắm nha, cho nên là mình tỉa ăn đi, đừng có nhổ phí lắm cả nhà ơi. Tôi không dám nhổ đâu ạ, tỉa thôi, cứ tỉa vậy là lần sau là ăn tiếp nha cả nhà nha. Rau càng cua nó lên quá trời luôn, nó tự mọc. Rau càng cua mình không có trồng.